Đây là mặt ảnh thứ 28, tức là mặt sau của khung ảnh thứ 14. Giờ chỉnh sửa ở nước ngoài. Các cuộc tranh giành quyền lực ở Nga không chỉ diễn ra trong các đảng phái mà còn được phản ánh trong các tài liệu lịch sử, vốn tìm cách khắc họa lịch sử. Việc sử dụng bức ảnh mang tính biểu tượng của Lenin khi đang nói chuyện trước quần chúng chỉ có thể thực hiện được khi ủy viên nhân dân Leon Trotsky bị xóa đi ở bên phải mục diễn đàn. Trong ảnh này đã bị xóa. Trotsky bị lưu đày khỏi đất nước theo lệnh của Stalin vào năm 1929 và bị một điệp viên Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô sát hại ở Mexico vào năm 1940, ảnh CTK Liên Xô những năm 1920 đến 1930. Ngay cả với Adolf Hitler cũng không hề phản đối việc vẽ lại sự thật lịch sử. Nếu ai đó không có lợi cho mình, người đó phải biến mất, có thể chỉ là tạm thời. Đó là trường hợp đối với cánh tay phải Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Joseph Goebbels, người đã bị xóa khỏi bức ảnh chụp này khi cùng đi dạo trong công viên Rechtsanwalt Rally. Một trong người tham gia là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn phim nổi tiếng Leni Riefenstahl, ảnh Ustane Berlin, Berlin 1937. Ngay cả bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Liên Xô Evgeny Khaledai đã trở thành một trong những biểu tượng kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu cũng bị chế tác. Hình ảnh một lá cờ Liên Xô được kéo lên trên tòa nhà Quốc hội Đức đã được dàn dựng và phải mất 5 lần thử để có được phiên bản chính thức. Tuy nhiên, bức ảnh đã phải được chỉnh sửa tiếp sau khi đến được Moscow vì một trong những người lính đang đeo trên tay hai chiếc đồng hồ. Một cái đồng hồ phải được xóa khỏi bức ảnh vì nếu không, nó sẽ ám chỉ rằng người lính này đã đánh cắp chiếc đồng hồ. Đây là một đồ dùng yêu thích trong chiến tranh của những người lính Liên Xô. Ảnh Thông tấn xã Đức DPA Von Le Ernest Evgeny Khaledai, Berlin, ngày 2 tháng 5 năm 1945. Triển lãm ảnh này lấy tư liệu từ kho lưu trữ ảnh của Thông tấn xã Séc. Vì vậy, phần lớn các bức ảnh có xuất xứ ở trong nước. Tuy nhiên, việc chế tác các bức ảnh nói chung chắc chắn không phải là một phát minh của riêng địa phương nào. Sẽ có rất nhiều ví dụ từ khắp nơi trên thế giới về việc chế cháo này, mà nó sẽ được xuất bản trong một cuốn sách đồ sộ. Đây chỉ là một vài ví dụ.